quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 9 tháng 5 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, ngày hừng nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Nam trời nhiều mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối ở miền Tây có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.